cảm ơn bà con nhà bạn đã vào xem video của tôi. Hôm nay thì ở xưởng mình có kéo mấy anh em mình kéo cái chiếc ghe này các bạn. Ghe này ở bản số Quảng Ngãi nè các bạn. À, làm nghề lưới rút. Cái này làm nghề lưới rút nha các bạn. Đây, cái này cũng khá lớn rồi, cái này dài tới hai mấy mét luôn các bạn ơi. Ngang cả 6 mét luôn các bạn. Tầm giá đó. Bây giờ thì đang lên nề các bạn. À, anh đang kéo nha, anh đang kéo lên nề các bạn. Máy kéo mình đang kéo ở trên ha. Tại vì nước ngập á, nước ngập thì mình không có thấy được cái đường ray á mà. Đây thì mình zoom vô con cáp rồi. Đây con cáp truyền động lực xuống nè các bạn. Cáp truyền động lực cho máy kéo nó đó các bạn. Tại do gì chỗ đó nước ngập á, nó ngập con cáp nó chìm rồi. Con cáp nó ngập nước rồi. Nhưng mà ga mình thì đang lên đó các bạn. Đang kéo lên dốc của cái đường ray các bạn. Đây toàn cảnh cửa trên mũi nhìn xuống rồi các bạn. Chiếc này cũng khá lớn rồi. Này kiểu ở Quảng Ngãi cho nên nó mỗi chỗ mỗi tỉnh mỗi vùng mỗi khác kiểu các bạn. Ở Tiền Giang kiểu khác, ở Kiên Giang kiểu khác, này ở Quảng Ngãi các bạn. Đây hướng bên đây hướng này thì nó hơi chói, ngựa ánh sáng hơi chói xíu các bạn. Có một anh thợ đang canh nề các bạn, canh nề canh đêm các bạn. Thì hiện tại giờ lên lú cái cánh dương dịch với bánh lái lên nữa các bạn. Cabin cũng dùng này đóng cabin với lái cũng khá đẹp không ạ, lái lái dảnh nè. Nhưng phần dương dịch với bánh lái là thấy rồi nè. Cái máy kéo mình đang kéo ghe này nè bạn. Cái máy kéo đang cuốn cáp vô mà. Đó, chuyển động lực xuống nè. Đó, chuyển động lực xuống cái chiếc ghe dưới đang lên dốc các bạn. Đây, chiếc này thì má nọng các bạn ơi. Cò má rất nọng luôn nè. Cái mê rất là đủ mê luôn ạ. Đó mê tròn nho luôn. Mũi bành. Cái này chở cũng khá là hay các bạn. Chở trọng tải cũng rất là ngon luôn ạ. Những hay hơn những cái chiếc là cái mũi nó làm hơi bén rồi. Mũi bén này nó xuống độ nước xuống nó rất nhiều. Còn này độ nằm nước nó rất cao cho nên chở nó trọng tải nó rất là lớn, không có bị thẳng các bạn. Hiện tại bây giờ là buổi chiều ở sông Sò Rạp mình nè các bạn. Đây, bây giờ lên cũng khá nhiều các bạn. Thấy cái nề mũi này nè. Thấy cái nề mũi rồi các bạn. Cabin nằm sát qua phía sau luôn ha. Mấy anh em ngư phủ đang đứng trên tàu các bạn. Toàn bộ khung cảnh ở xưởng mình đây các bạn. Có mấy chiếc ghe leo que nè. Nước bây giờ thì nước lớn đầy sông, bây giờ là đang rút nước các bạn, nước đang ròng các bạn. Nhìn ngang nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn trên nhìn xuống thì cái mũi nó rất là nọng. Đủ rất là đủ mê. Còn mình nhìn từ ngang nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Từ ra ở miền ngoài miền Trung là người ta rất là mấy chú thợ rất là chăm chút cho cái cabin mà cabin lắm cũng trông rất là đẹp, nội thất rồi cũng rất là bắt mắt luôn mà rất là đẹp. Rồi cái hay của ghe miền ngoài là đóng cây rất là tốt mà đóng cây rất là tốt đó. Rồi toàn bộ cái mê là mình không có lắp cơm một xích luôn nha bạn. Đó để một lát mình quay cận cảnh vô nha, từ trước ra tới sau luôn mà. Đây là trước mũi nè, mình quay cái phần dưới mê trước nha các bạn. Đó, là không có lắp xe lắp cái cơm xích luôn, chỉ lắp trên cái chóp mũi chút xíu thôi. Đó, còn toàn bộ cái mê là không có lắp nha các bạn, không có lắp cơm xích đó, chỉ là sơn chống hà thôi các bạn. Đó chỉ sơn chống hà thôi. Giờ thì hiện tại giờ đang lú cái nề mũi này nè các bạn. Mình cố định cho chiếc ghe không nghiêng qua nghiêng lại bằng hai cái niêm hai bên đầu các bạn. Bên đầu mé bên kia có cái niêm mé bên kia các bạn. Tại vì nằm ở đây mà mình không thấy. Với lại phần nước ngập các bạn. Đó, đây mình cận cảnh vô rồi nè các bạn. Thấy không?
đó, toàn bộ là cái mê là chưa có lắp cái mô xích luôn bạn, còn cây không luôn á. Cây chỉ là sẵn các chai rồi mình sơn dầu trị hạ ở ngoài đó bạn. Đây mình cận cảnh rồi đây, không có rất là sạch sẽ luôn, không có con thơm con hà đóng luôn bạn. Đó như chỗ này nè, chỗ này là không biết lý do tại sao mà lúc trước có miếng không xích chỗ này nè, chỉ có một miếng này thôi mà. Đây cái phần mũi nè, toàn bộ là không có cơm tương xích nha bạn. Thì thường thì những đống ghe mà được cái loại cây tốt các bạn, cây tốt cây mắc tiền á, cho nên mới không có dây dán cái mô xích các bạn. Thường thì ở miền ngoài là vậy, còn ở miền Tây mình thì đa số làm xong là lắp mô xích lại hết. Đây giờ thấy cái này lái đây không ạ, đây lội luôn. Đây vịt bốn cánh này, vịt thao bốn cánh đó bạn, dính một cục rác luôn, cục rác rất là bự luôn. Ở dưới còn phần là ký dưới nè, là ký chưa nổi phần là ký lên đó bạn, giờ mới thấy chập chả phần là ký nè. Đây cái phần cái này lái mình nè bạn, cũng cố định bằng cái niêm này các bạn, niêm gỗ ha. Đây cái này chắc cây nó chung rất là chất lượng mà, gỗ rất là tốt. Trên này cái này thì chạy máy Hino 8 các bạn, phần cabin này rất là nhiều cửa, rất là thoáng, thông thoáng luôn các bạn. Thường thì bên ngoài người ta ưa là mỗi dùng mỗi kiểu bạn, đóng cái lái bò nữa. Còn ở miền Tây mình thì đóng, một là đóng lái thẳng đứng lên, hai là lái đôi các bạn, lái đôi theo lai theo kiểu Kiên Giang mẫu Thái các bạn. Chọn này là của Quảng Ngãi nha các bạn, Quảng Ngãi cái lái nó bầu lên vậy đó bạn, nó vuốt lên vậy đó bạn. Mặt thì cái mặt thì đóng mặt nọng nha bạn. À, đây bạn giờ là lú cái phần la ký mình lên đó bạn. Đây, còn bộ phần lái làm sao đây, tạo đóng khéo ha, đóng bầu lên đó bạn, đóng bầu lên rất là đẹp luôn nè ha. Đóng này cũng khá nhiều công, khác ở miền Tây mình thì một là thẳng lên, lái thẳng lên đó bạn, hai là lái thái lái đôi, còn kiểu này là bầu nữa bạn. Đó, đặc biệt là cái tiếp vuông các bạn, cái tiếp vuông dài thẳng ra làm cái là ký luôn các bạn. Ở này ở miền Tây mình kiếm rất là khó đây. Cái phần là ký lắp dịch bánh lái mà sao nữa các bạn, rất là đẹp luôn. Ga lưới vậy là ga lưới rút mà kiểu này là đúng bài ở miền ngoài là thợ ta làm vậy đó bạn. Đây mình quay lên phía trên nữa bạn, đó tấm tiếp ngay băng luôn, tấm tiếp ngay lên tới tới trước mũi luôn các bạn, đó thẳng băng luôn, tiếp vuông dài ra dư ra làm cái là ký của phía sau luôn các bạn, đó rất là ngon luôn các bạn, khác với em tay mình hoàn toàn luôn. Đây, để mình đi lên trên mình quay cái tiếp cận cảnh cái tiếp nha bạn. Đây ở khoảng giữa này mình ngồi xuống mình coi cái tiếp nha bạn. Đó từ cái lô mũi nha bạn, nhìn từ cái lô mũi nha. Đó, mình vo xuống nè, khi đó hơi tối các bạn coi thông cảm giùm. Quá đẹp tiếp luôn các bạn ơi, tiếp thấy ghiền luôn các bạn. Đó bây giờ mình thấy cáp rồi bạn, cáp này mới cho anh chuyền 3 cộng rồi bạn, chuyền 3 cộng cáp nữa bạn. Đó không lắp keo cho một xích luôn nha bạn. Cái neo nó có trang bị cái neo hai cái ống lăng hai bên.
Rồi mình ngồi xuống mình cùng nhau coi với tấm tiếp nữa. Đây. Wow, đã luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn tấm tiếp nè. Nó ngay như cây thước luôn các bạn. Ghe thợ đóng khéo ghê luôn. Các bạn thấy không, thẳng ra tới thấy cái cánh vịt ở phía sau luôn các bạn. Này cái này mình lên nhiều rồi đó bạn. Đây hai cái này mình đây. Vậy là không có một con thơm, một con hà nào đóng luôn bạn, không có một con thơm, con gì luôn. Cái mê rất là liền luôn, không nhận đá thì này, bánh xe này lăn lên đó, lăn nhích nhích từ từ lên á. Cái rồng rọc đang kéo lên nè. Còn hướng sao là hai cái này sau của mình đó mà. Rồi giờ mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã vào xem hết video của tôi. Hẹn gặp lại vào những video tới. Bye bye.